Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Thì trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái góc nhìn cá nhân của mình. Hoặc nói đúng hơn, đó là một số cái rút tỉa mà tôi nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng ở trong chuyện tình cảm và các cái mối quan hệ ở trong gia đình. Thì để bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, thì mời các anh chị hãy cùng với tôi nhớ lại xem là ở trong những cái mối quan hệ của mình, đặc biệt là những cái mối quan hệ tình cảm, thì đã bao giờ các anh chị bắt gặp những cái suy nghĩ theo cái kiểu làm phải có qua có lại? Đoạn này thì để tôi lấy một vài cái ví dụ, có khi là nó sẽ dễ hiểu hơn. Từ những cái ví dụ nhỏ như là mình đã lặn lội cất công cả buổi để mà đi chọn quà cho cô ấy, vậy mà khi nhận được quà thì cô ấy cũng không quan tâm mấy. Hoặc là tới những cái chuyện lớn hơn như là bởi vì tình yêu của cả hai mà mình đã chuyển từ một cái thành phố khác để mà sang cái thành phố của cô ấy sống. Vậy mà bây giờ khi mà đã tới đây rồi thì suốt ngày cô ấy lại cứ bận bịu, không mấy khi mà cả hai được gặp nhau. Thì mấy cái ví dụ này, do tôi là phái nam cho nên tôi lấy một vài cái ví dụ từ phía phái nam. Tuy nhiên ở trong thực tế thì những cái suy nghĩ này nó xảy ra từ cả hai phía. Nhưng mà dù là ở phía nào đi nữa thì chắc hẳn là ai ở trong chúng ta cũng ít nhiều đã phải đối mặt với những cái suy nghĩ như vậy. Và kể cả bản thân tôi ngày xưa cũng vậy. Xưa giờ thì mỗi khi mà tôi yêu ai đó thì thường là tôi sẽ đặt cái mối quan hệ đó lên ưu tiên hàng đầu. Đôi khi là ưu tiên cao hơn cả công việc. Mặc dù là đối với tôi, công việc nó luôn luôn là một trong những cái điều quan trọng. Và cũng chính bởi vì tôi luôn luôn đặt cái mối quan hệ lên hàng đầu như vậy mà hồi xưa, mỗi khi mà cái người đối diện họ không có làm những cái điều tương tự thì tôi sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Tôi cảm thấy là không công bằng và có cái cảm giác là người ta cũng không có hết lòng với cái mối quan hệ. Bây giờ thì tôi không còn như vậy nữa. Chút nữa tôi sẽ giải thích cụ thể hơn là không còn như thế nào. Tuy nhiên, khi mà nhìn ra xung quanh thì tôi thấy vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, vẫn thường hay sa vào những cái suy nghĩ như vậy. Và thoạt nghe qua thì có vẻ cái điều này nó cũng hợp lý thôi, chứ nó không có gì bất hợp lý hết. Bởi vì rõ ràng là mình hy sinh cho người ta, thì ít nhiều người ta cũng phải có một cái hành động nào đó tương ứng với cái sự hy sinh của mình. Không thể nào mà cứ một người cứ làm hết mọi thứ mãi được. Tuy nhiên, khi mà chúng ta ngẫm nghĩ kỹ hơn một chút, thì chúng ta sẽ thấy là cái suy nghĩ này thật ra nó lại không hợp lý. Và quan trọng hơn, nó lại là một cái suy nghĩ tai hại ở trong cái chuyện tình cảm và chuyện gia đình. Thì cái ý đầu tiên tôi sẽ giải thích vì sao mà tôi nghĩ nó không hợp lý. Đó là vì khi mà chúng ta nói là chúng ta hy sinh cho một ai đó mà chúng ta vẫn kèm theo cái điều kiện là họ phải làm một cái điều gì đó tương ứng để đổi lại cho cái sự hy sinh của chúng ta, thì khi đó thật ra nó không còn là một cái sự hy sinh nữa. Nhưng cái đoạn này thì tôi chia sẻ một cái khái niệm ngoài lề một chút, nhưng mà nó cũng có liên quan tới cái câu chuyện mà chúng ta đang nói. Đó là ở trong kinh tế, nó có một cái khái niệm mà tiếng Anh nó gọi là transaction. Tiếng Việt mình thì tạm dịch ra, nó là một cái loại giao dịch mua bán, hoặc sát nghĩa hơn là một cái giao dịch đổi chác. Khi mà chúng ta mua một cái món hàng nào đó, nghĩa là chúng ta đang thực hiện một cái giao dịch đổi chác, một cái transaction. Khi đó chúng ta đang đi đổi tiền để lấy cái món hàng đó. Hoặc là khi mà chúng ta đi làm việc, thì nó cũng có nghĩa là chúng ta đang đi đổi công sức lao động của mình để đi lấy tiền. Và nó cũng là một dạng transaction. Transaction nó là một cái khái niệm rất là quan trọng ở trong tài chính, và nó là cái viên gạch căn bản nhất để mà cấu thành nên một cái nền kinh tế. Có dịp thì tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái khái niệm kinh tế vĩ mô này. Vậy thì tại sao mà tôi lại nhắc đến cái khái niệm transaction, cái khái niệm giao dịch ở trong cái đoạn này? Đó là bởi vì quay trở lại câu chuyện mà nãy giờ chúng ta đang nói. Khi mà chúng ta nói là mình hy sinh cho ai đó mà chúng ta cũng kỳ vọng là họ phải làm một cái điều gì đó ngược lại cho chúng ta, thì khi đó
nó không còn là một cái sự hy sinh nữa. Khi đó nó trở thành một cái transaction, một cái sự đổi chác. Tôi làm cái này cho anh, nên anh cũng phải làm ngược lại cái kia cho tôi. Nó không còn là một cái dạng tình yêu vô điều kiện nữa, mà nó là một cái hoạt động giao dịch có điều kiện. Nghe cái đoạn này thì có thể sẽ có một số anh chị không đồng ý với tôi. Tuy nhiên, khi mà các anh chị nhìn về một cái ví dụ rất là dễ thấy, thì có thể là các anh chị sẽ hiểu rõ hơn cái ý mà tôi đang muốn nói. Cái ví dụ đó là có một cái dạng hy sinh, một cái dạng tình yêu vô vụ lợi mà hầu hết ai trong chúng ta ở đây cũng đều đã từng ít nhiều được trải nghiệm. Đó là cái tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Các anh chị nhớ là khi mà cha mẹ yêu mình, hy sinh cho mình, thì hầu như là không mấy ai kỳ vọng là chúng ta sẽ làm ngược lại cái gì đó cho họ. Cha mẹ yêu mình chỉ đơn giản là vì cái tình thương mà họ dành cho mình. Họ không có quan tâm là chúng ta có thương lại họ bao nhiêu, mà họ cũng không quan tâm là sau này chúng ta sẽ trả ơn lại họ bằng cách nào. Đó, nó mới chính là cái sự hy sinh, là một cái tình yêu vô vụ lợi. Còn khi mà chúng ta yêu ai đó, chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta đang nghĩ là mình hy sinh cho họ, để rồi sau đó chúng ta kỳ vọng ngược lại là họ cũng phải làm một cái hành động gì đó cho chúng ta, thì nó không còn đúng với cái bản chất của sự hy sinh nữa, mà chính nó sẽ là cái nguồn gốc tạo ra đau khổ cho chính chúng ta chứ không ai khác hết. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì khi đó chúng ta đang đặt cái kỳ vọng của mình vào những cái điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Cách đây một thời gian thì tôi có chia sẻ với các anh chị một cái loạt bài về cái cách để mà quản lý sự kỳ vọng. Thì ở trong đó tôi có chia sẻ là cái thứ duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được ở trên đời là suy nghĩ và hành động của chính chúng ta. Ngoài cái phạm vi đó ra thì chúng ta không thể kiểm soát được bất kỳ cái gì khác. Và hiển nhiên là suy nghĩ và hành động của người khác là chúng ta không thể nào chúng ta kiểm soát được. Bất kỳ khi nào mà chúng ta cố gắng làm cái điều đó thì chúng ta đang đặt mình vào một cái rủi ro của cái sự thất vọng, và nó sẽ chỉ làm ảnh hưởng tới cái niềm vui và cái sự bình yên ở trong cuộc sống của chính chúng ta. Cái chuyện mình yêu người ta, mình làm cái điều này điều kia cho người ta, đó là cái chuyện mà chúng ta có thể kiểm soát được. Còn cái chuyện mà người ta có đáp lại tương ứng với cái tình cảm của mình dành cho họ hay không, người ta có làm những cái hành động hy sinh tương đương với những cái hành động của mình hay không, đó là chuyện mà chúng ta không thể kiểm soát được. Như lúc nãy tôi có chia sẻ đó, thì ngày xưa tôi cũng hành động y chang như vậy. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi không còn làm như vậy nữa. Bây giờ khi mà tôi yêu thương ai, dù đó chỉ là một cái mối quan hệ bạn bè hay là một cái mối quan hệ nam nữ, thì tôi chỉ tập trung vào cái phần mà mình có thể kiểm soát được. Nếu mà tôi muốn dành thời gian ở bên họ, thì tôi sẽ gác lại công việc của mình qua một bên để mà ở bên họ. Khi mà tôi làm một cái việc gì đó cho họ là do tôi thấy vui khi mà làm cái điều đó. Chứ còn tôi sẽ không có vẽ ra cho mình là với cái hành động đó của tôi thì họ sẽ phải phản ứng lại như thế nào, hay là họ sẽ phải làm một cái điều gì đó tương ứng. Bởi vì cơ bản là bây giờ tôi đã đổi được cái góc nhìn. Đó là khi mà tôi làm một cái điều gì đó là tôi làm để tôi thấy vui. Còn cái việc mà họ đón nhận như thế nào, nó không có còn nằm ở trong cái sự kỳ vọng của tôi nữa. Và từ khi mà đổi sang được cái suy nghĩ này, thì mọi thứ với tôi tự nhiên nó trở nên nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tôi chủ động được cái niềm vui và cái hạnh phúc của mình hơn. Tôi không phải lệ thuộc cái niềm vui của mình vào những cái hoạt động và cái suy nghĩ của người khác nữa. Thật ra thì nếu mà các anh chị nhớ lại, ở cái giai đoạn đầu của một cái mối quan hệ nào đó, thì đây chính là cái cách mà chúng ta hành xử. Cái đoạn này thì chắc là các bạn nam sẽ cảm nhận rõ hơn, nhưng mà tôi tin là các bạn nữ cũng sẽ cảm nhận được ít nhiều. Khi mà chúng ta mới quen một ai đó, thì các bạn nam sẽ sẵn sàng chạy hàng chục cây số để mà đến một cái cuộc hẹn với cái người mình yêu. Cái việc mà được làm cái điều đó thôi là chúng ta cũng đã thấy vui rồi. Đó chính là cái cảm giác mà lúc nãy tôi vừa nói, là chúng ta làm vì chúng ta, được làm thôi là chúng ta cũng đã thấy vui rồi. Chúng ta không có kỳ vọng quá nhiều vào cái sự phản ứng của cái người đối diện. Nhưng mà tiếc là khi mà cái mối quan hệ nó phát triển, thì đại đa số chúng ta lại không duy trì được cái trạng thái đó. Chúng ta bắt đầu đặt ra những cái kỳ vọng là tôi làm thế này thì em cũng phải làm thế kia. Rồi từ từ chúng ta biến nó thành những cái hoạt động giao dịch mà đôi khi chúng ta cũng không nhận ra. Ở cái đoạn này thì có thể sẽ có một số anh chị nghĩ là ủa, nhưng mà dù là chúng ta không có kỳ vọng gì đi nữa
Nhưng mà đâu thể nào trong một cái mối quan hệ mà mãi chỉ có một người cố gắng, còn người kia thì cứ ngồi chờ để mà đón nhận. Với cái suy nghĩ này thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Một cái mối quan hệ mà chỉ có một người say, còn một người kia họ cứ ngồi im, hoặc thậm chí là họ ngồi phá, thì rất là khó để mà say lên được một cái gì. Tuy nhiên, cái điều này và cái điều mà tôi vừa nói lúc nãy, nó lại là hai khía cạnh khác nhau của một cái vấn đề, và thật ra nó không liên quan tới nhau. Về phần chúng ta cứ làm những cái điều mình muốn cho người còn lại, mà đừng có quan tâm là họ sẽ hành động lại như thế nào. Chúng ta cứ yêu mà không cần phải có điều kiện. Tới chừng nào mà chúng ta còn cảm xúc và còn muốn làm thì chúng ta cứ làm. Bởi vì như lúc nãy tôi vừa nói, cơ bản là khi đó chúng ta làm là làm cho bản thân chúng ta vui. Cái chuyện họ nghĩ gì và chuyện họ hành động gì là chuyện của họ. Rồi ở trong thực tế, khi mà một cái mối quan hệ mà nó không được trân trọng, một cái mối quan hệ mà chỉ có một người say và một người phá, thì tự động tới một lúc nào đó, tự nó rồi cũng sẽ tắt dần. Tình cảm mà chúng ta dành cho họ rồi từ từ nó cũng sẽ cạn dần. Tới khi nào mà nó cạn rồi, chúng ta không còn muốn làm nữa, thì tới lúc đó chúng ta cho phép mình dừng lại. Tới lúc đó thì chúng ta cũng chẳng có gì để mà phải tiếc nuối nữa. Bởi vì chúng ta đã xuất phát với cái suy nghĩ đó là chúng ta làm những cái việc đó là bởi vì chúng ta được làm. Chúng ta làm cho chúng ta dựa trên những cái cảm xúc mà chúng ta muốn. Tôi hay thường suy nghĩ là cái chuyện tình cảm thì hãy để cho cảm xúc quyết định. Một khi mà còn cảm xúc thì chúng ta cứ để cho nó tự do nó phát triển. Hôm rồi thì tôi có ngồi tôi nói chuyện với một người em và tôi có nói với em đó một cái câu là em đừng nghĩ là lúc nào mình cũng có thể dễ dàng yêu được ai đó. Hồi tuổi trẻ còn nhiều cảm xúc thì có thể là dễ yêu. Nhưng mà từ từ khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta sẽ càng nhận ra là không dễ gì chúng ta có được cảm xúc với ai đó. Cho nên còn yêu được thì cứ tranh thủ tận hưởng cái cảm giác đó. Cứ tập trung mà yêu thôi. Đừng có quan tâm tới cái việc làm đổi lại chúng ta sẽ nhận được gì. Trong cái khía cạnh này thì tình yêu và kinh doanh nó không có giống nhau. Chúng ta đừng có biến những cái hoạt động yêu thương thành những cái hoạt động đổi chác. Đó cũng là cái lý do mà tôi đặt tên cho cái tập ngày hôm nay là còn yêu được thì hãy cứ tập trung mà yêu đi. Chính những cái suy nghĩ đơn giản như vậy, đôi khi nó sẽ lại giúp cho những cái mối quan hệ của chúng ta được thoải mái hơn. Chúng ta sẽ không còn kỳ vọng nữa. Rồi từ đó, chúng ta cũng sẽ không còn đặt áp lực lên cái người đối diện nữa. Và rồi bản thân họ cũng sẽ cảm thấy thoải mái và bình yên hơn khi mà ở bên chúng ta. Và tôi tin là đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để mà duy trì một cái mối quan hệ. Xét cho cùng thì hai người tới với nhau là để tạo ra yêu thương và tạo ra sự bình yên cho nhau. Có được cái điều đó rồi thì tự động cái người kia họ sẽ thấy hạnh phúc và rồi họ sẽ biết trân trọng. Và tự động đến một lúc nào đó khi mà họ biết trân trọng rồi thì tự họ cũng sẽ có những cái hành động đáp lại, đôi khi là còn hơn cả cái sự kỳ vọng của chúng ta. Cho nên để mà kết thúc lại bài nói chuyện ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái sự kỳ vọng trong tình yêu là một trong những cái điều rất là nguy hiểm. Chúng ta còn yêu được thì cứ yêu đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn muốn làm cái gì đó cho người ta thì cứ làm, đừng đòi hỏi là người ta cũng sẽ làm lại cái điều gì đó tương tự cho mình. Thì đó là một vài cái suy nghĩ ngắn, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng khá là quan trọng mà tôi đã rút tỉa được cho bản thân mình. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều nó có giá trị cho những cái mối quan hệ của các anh chị. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.